chương một gặp lại cố nhân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thiên lang quốc thịnh kinh vương thành tháng năm hoa rơi khắp nơi trong hoàng cung kim bích huy hoàng một bạch y thiếu niên đang nằm trên nhuyễn ghế trong đình hiên miễn cưỡng lật xem một quyển sách y dược phía sau tán lá của gốc đại thụ che khuất ánh nắng đang lắc lư trong gió phong cảnh hữu tình mang theo ẩn ẩn mùi hương như gió xuân của thiếu niên ngũ quan xinh đẹp lưu luyến xung quanh dường như luyến tiếc khi phải rời đi ngón tay tinh tế như ngọc cầm lấy một khối hoa quế cao nho nhỏ ngọt ngào, cùng với trà lông tỉnh hảo hạng của Tây Hồ được chuẩn bị sẵn, thỏa mãn thưởng thức cùng hưởng thụ không gian yên tĩnh, lãnh thiếu gia. Một thái giám vội và chạy tới, phá vỡ không gian an nhàn, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, mở miệng bẩm báo. Hoàng thượng cho gọi thiếu gia nhanh tới mộ hoa điện, có người bị thương. Lãnh tịch chiếu nghe vậy vỗ vỗ mảnh vụn điểm tâm trên tay, Lười biến từ trên ghế đứng lên từ từ đi tới, thái giám đi theo phía sau thì lại vội thành một đoàn, thầm nghĩ người này tính tình cũng thật chậm chạm, đến mộ hoa điện, vừa vào cửa thì thấy vài hắc y nhân đứng hầu ở trong phòng, một đám vẻ mặt lo âu, chất liệu vải áo thô kệch nhìn qua không giống như là người trong kinh thành, người chính là đại phu. Một người nhìn qua như là thủ lĩnh sông lên, một phen túng lấy lãnh tịch chiếu, ngươi, con mẹ nó không thể mau hơn chút. Làm càng từ trong phòng vừa nghe được động tĩnh liền đi ra, Hoa Thiên Lang nhíu mày, tiến lên chụp lấy lãnh tịch chiếu kéo qua bên người mình, Hoàng thượng. Thì vậy nhận thấy không tốt bèn chạy lên giải thích. Cống đạt hắn cũng là lo lắng cho thiếu chủ của mình, bọn họ mới đến cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Hoàng thượng thứ tội. Hoa Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, lãnh tịch chiếu khục khịt lấy tay vỗ vỗ vai hắn rồi mở miệng nói không có việc gì đâu Hoàng thượng. Ai bị thương? thái y cũng không thể trị sao. Tây đằng gia tộc Tam Vương Tử, tới tiếng cống kim châu cho trẫm, không biết bị ai đã thương. Hoa Thiên Lan chỉ chỉ trong phòng, thái y nói hình như là trúng độc, ngươi đi nhìn xem đi. Lãnh tịch chiếu vào phòng, thấy một người đang nằm trên giường, cách cái chăn cũng có thể nhìn ra thân hình thật cao, trên đầu cuốn băng vải, ẩn ẩn có máu chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, xem không rõ ràng lắm là cái bộ dạng gì, vương tay dò xét mạch đập, xoay người trở lại trước bàn hạ xuống vài nét bút viết đơn thuốc, lãnh tịch chiếu ngáp dài đi ra ngoài, cái này là thuốc thoa ngoài da cùng thuốc uống để giải độc, qua năm ngày thì tốt rồi. Này! Thủ lĩnh hắc y nhân sốt ruột, ngươi có thể trị được không? Lãnh tịch chiếu méo máu thực quỷ khuất, ta thật sự có thể nha. Hoa thiên lang lạnh lùng nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái, tin hay không tùy ngươi, tay đặng lâm nếu có chết, cũng đừng nói trẫm chưa cho hắn đại phu. Dứt lời, cũng đi theo ra cửa, một bên, Thái Y đang quan sát, thật cẩn thận mở miệng nói, lãnh thiếu gia là tiểu thần Y, Y nói có thể trị thì khẳng định có thể trị, ngươi yên tâm đi. Hắc Y nhân lo lắng, lại vô kế khả thi, dậm chân thở dài theo Thái Y đi lấy thuốc, tịch chiếu. Hoa Thiên Lang đuổi theo lãnh tịch chiếu, vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của Y, qua vài ngày nữa trẫm sẽ thiết yến chiêu đại sứ thần các nước, ngươi tới không? Không đi. Lãnh tịch chiếu lắc đầu, ta ghét nhất là tham gia yến hội Nhưng sẽ có rất nhiều vương công đại thần mang nữ nhi của mình đến Hoa Thiên Lan sợ sợ cầm cười xấu xa, lãnh tịch chiếu mắt trận trắng Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đã trưởng thành, cũng nên cưới vợ Hoa Thiên Lan vẻ mặt nghiêm túc, nữ nhi của lưu thừa tướng ngươi cảm thấy như thế nào? Bằng không thì có tiểu nữ nhà ngô khanh gia Còn có ngoại tôn nữ của lão tướng quân cũng không kém nha lãnh tịch chiếu bị hoa thiên lang lải nhải, dở khóc dở cười, ngươi là hoàng thượng, sao lại đi cùng bà mối cướp sinh ý? Không biết phân biệt. Hoa thiên lang vươn tay cho y một cái cốc, hung tợn trừng mắt, nếu không phải hạo dương mỗi ngày nói với trẫm giúp ngươi lưu ý việc hôn sự, trẫm mới mặc kệ ngươi. Lãnh tịch chiếu ông đầu của mình, nước mắt lưng trồng, miệng đô đô than thở, chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm, hoa thiên lang nhìn tiểu đệ cùng mình lớn lên lại thành con mọc sách thì thực vô lực, cứ như vậy, bị người ta khi dễ cũng không biết lên tiếng, trong lòng không vui cũng chỉ biết chính mình tự an ủi, chỉ cần người ta miệng ngọt lừa gạt, ngốc tử này liền nghe theo, nếu cưới vợ chỉ sợ bị người ta khi dễ đến chết, năm ngày sau, Tây đằng lâm tỉnh lại, chống thân mình ngồi. Dậy, thiếu chủ. Hắc y nhân một bên vội vàng đón lấy hắn, người cuối cùng cũng tỉnh. Tây đằng lâm hoạt động một chút gân cốt, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, sắc mặt đột nhiên trầm xuống điều tra rõ ràng chưa? Hắc y nhân gật đầu, nhỏ giọng đối tay đằng lâm nói nói mấy câu, tay đằng lâm chân mày nhếch lên, con ngươi màu hổ phát hiện lên một tia sát ý, cười lạnh vài tiếng như vậy đã nhìn không được. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hắc y nhân cẩn thận hỏi, tay đằng lâm khóe miệng gợi lên một chút ý cười, bọn họ thiếu kiên nhẫn, bổn vương liền lập bẫy cho bọn chúng chui vào, nhìn nhiều năm, cũng đã nhìn đủ. Thiếu chủ anh Minh Hắc y nhân cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn có tia khát máu, đã sớm xem nhóm người kia không vừa mắt. Tây Đằng Lâm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cống đạt, lần này chúng ta sau khi trở về tình thế tất có một trận đại rung chuyển, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tìm xem việc vui đi. Một tiểu thái dám bưng tới chén thuốc, Tây Đằng Lâm uống một ngụm liền nhíu mày, thuốc gì mà vị lại ghê như vậy. Một tiểu đại phu trong hoàng cung kê dược, là cử linh dược, thiếu chủ ngày đó trúng thất tan tán, chúng ta mang thầy thuốc cùng thái y đến đều thúc thủ vô sách, bó tay, là nhờ y mới giải được độc. Cống đạt đại khái kể lại một chút tình huống ngày đó, hắn vốn là một người thành thật, lúc đầu tuy là đối lãnh tịch chiếu thái độ lười nhát xem không vừa mắt, bất quá cuối cùng cũng là y trị bệnh cho thiếu chủ, bởi vậy nói thế nào thì cũng khen y hai câu, ngô. Tiểu thần y a, à, là cái bộ dạng gì? Tây đằng lâm hưng trí, cống đạt nghe vậy trong lòng bất mãn, chủ tử mình cái gì cũng tốt, chỉ là có háo sắc một chút, thấy thiếu chủ hai mắt tỏa ánh sáng, liền nhỏ giọng có lệ nói, ngày đó trời hơi tối, không thấy rõ. Anh ganh tị chứ gì cười mỉm, tay đằng lâm buồn cười nhìn hắn, lắc đầu xuống giường, tắm rửa thay quần áo, nằm một chỗ mấy ngày, tâm tình tốt của bổn vương đều hỏng hết. Trong ngự thư phòng, Hoa Thiên Lan vẻ mặt mê đắm nhìn nam tử bên cạnh, Dương, chuyện gì? Thiên Lan chiến thần Lâm Hạo Dương tức giận nhìn hắn, không đến một nén nhang, ngươi đã kêu ta bảy lần. Hôm nay thời tiết tốt như thế, ngươi thật sự không muốn theo ta đi ngắm hoa. Hoa thiên lang vẻ mặt chờ đợi, lâm hạo dương thở dài chỉ chỉ cái bàn, ngươi không phải là nên phê hết tấu chương trước sao. Hoa thiên lang nhìn vẻ mặt không thương lượng của y, rồi lại nhìn nhìn một núi cao tấu chương trước mắt, hy vọng bừng bừng nhất thời biến mất, vẻ mặt buồn bực cầm bút lông tiếp tục phê, miệng lại nhải niệm ta và ngươi thành thân thật đúng là dân chúng chi phúc, làm hôn quân một chút cũng không được. Lâm Hạo Dương nghe vậy bật cười, đi qua ông lấy thắt lưng hắn, im lặng tựa vào trên người hắn, cảm nhận được phía sau lưng truyền đến độ ấm. Hoa Thiên Lan tâm tình tốt lên không ít, tay trái nắm lấy tay của y, tiếp tục xử lý chính sự. Hoàng thượng, ngoài cửa thái giám tiến vào thông báo, tay đàn gia tộc Tam Vương tử cầu kiến. Hắn trúng độc khỏe rồi. Lâm Hạo Dương ngồi vào một bên nhướng lông mi, tịch chiếu y thuật càng ngày càng lợi hại, ngày đó ngay cả ngự y đều bó tay, ta còn nghĩ là sẽ không cứu được. Hoa Thiên Lan cười gật đầu, sư phụ là thiên hạ đệ nhất thần y, dạy dỗ đồ đệ có thể kém sao. Tây Đằng Lâm vào ngự thư phòng, dựa theo truyền thống Tây Đằng gia tộc hướng Hoa Thiên Lan hành lễ nói lời cảm tạ, Hoa Thiên Lan khoát tay tam vương tử ở Thiên Lan gặp chuyện, theo lý hẳn là trẩm giải thích mới đúng, lời cảm tạ trẩm sẽ không lấy, vương tử nếu có tâm, phải đi cảm ơn tịch chiếu đi, độc của ngươi là y thay ngươi giải. Vâng. Ra khỏi ngự thư phòng, tây đằng lâm một mình một người hưng trí bừng bừng cùng tiểu thái giám dẫn đường một đường hướng tịch chiếu cung thái độ cống đạt vừa rồi ấp úng tiểu thần y này hẳn là lớn lên rất xinh đẹp háo sắc ba ba đến tịch chiếu cung nghe cung nữ nói lãnh tịch chiếu đã đi hoa viên tây đằng lâm cũng không chờ hạ nhân đi thông báo tự mình nhấc chân đi hậu viện tìm người hoa viên tịch chiếu cung là một mảnh rừng toàn cây anh đào lúc này đúng là lúc hoa nở tây đằng lâm vào hậu viện lâm lý liền chuyển động vài vòng lướt qua một cái sườn núi nho nhỏ xoay người nhưng lại hơi hơi có chút ngây người một làn gió mang mát thản nhiên thổi qua sương mù sáng sớm còn chưa toàn bộ tán đi chợt nhìn lại cánh hoa anh đào giống như hoa tuyết nhẹ nhành rơi xuống lại mang theo sự ấm áp bay lạ tả mang theo hương khí một mảnh rừng hoa ngay tại đại nội hoàng cung nhưng lại mang theo một chút yên vũ giang nam ý tứ bên trong rừng hoa có một cái đình nhỏ ở giữa có ghế nằm trên ghế là một bạch y thiếu niên đang tựa vào nhìn qua đẹp như một bức tranh, tay đằng lâm ngừng thở đi qua, ngồi sống trước khuôn mặt tinh tế kia, khóe miệng không khỏi gợi lên một độ công, tiểu thần y lớn lên thực tuấn tú, lông mi thanh mảnh thật dài hơi hơi rung động, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi màu đỏ nho nhỏ, chiếc cầm thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, như chưa lớn hẳn, ánh mắt nhắm nghiền nhìn không tới, bất quá xem ra. Hẳn là không phải nhỏ, Tây đằng lâm xem đến thất thần, chỉ thấy thiếu niên tự hồ cảm giác được cái gì, miễn cưỡng mở mắt, con người tối đen như mực, mang theo một chút mờ mịt, bộ dáng không hề phòng vệ. Ha ha, tay đằng lâm bị hoảng sợ, cũng không biết nên làm cái gì, che giấu cười cười, lãnh tịch chiếu sửng sốt, trước mắt là đôi mắt màu hổ phách, tướng mạo anh khí, từ một năm trước ở tây bắc vân sát bảo dưới chân núi ngẫu nhiên liếc mắt một cái, thấy lên không thể quên, lúc này thấy hắn đang hướng chính mình cười, nghĩ rằng lại là mộng, vì thế chấp chớp mắt nhìn chầm chầm, sợ rằng đến lúc tỉnh liền không thấy nữa, tay đằng lâm vốn là cái dạng háo sắc, lúc này thấy mắt y cũng. Không chấp nhìn chầm chầm chính mình, tự hồ còn có một chút thưởng thức cùng lưu luyến si mê, vì thế đầu óc nóng lên, cũng không biết đúng sai là thế nào, vương tay nâng lên cầm lãnh tịch chiếu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mộng mê người kia, lãnh tịch chiếu nhíu mày, nhưng không có đẩy ra, chỉ im lặng ngửa đầu đáp lại, đôi mắt đen như mực đối với con ngươi màu hổ phách gần trong gan tất. Chấp cũng không chớp tay đằng lâm bị phản ứng của y làm cho kinh ngạc rợi đi đôi môi ngọt ngào kia vương tây ở trước mắt y quơ quơ nghĩ rằng người này không phải là là cái ngốc tử chớ lãnh tịch chiếu trì độn lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng do dự mà xoa hai má tay đằng lâm trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp chân thật dị thường hoảng hốt từ trên ghế nằm nhảy lên ngươi là ai ngươi như thế nào ở đây tay đằng lâm cười cười tùy tay cầm lên mấy cái tô đường quả bên cạnh đưa vào miệng, đứng dậy mở miệng nói, ta là Tây Đằng Lâm, nghe nói ngươi ngày đó đã cứu ta, ta là đến cảm ơn ngươi. Tây Đằng Lâm Lãnh tịch chiếu nghĩ nghĩ, nhớ tới, ngày đó hắn đầu bị băng vải, cũng không thấy ra cái dạng gì, lúc này thấy hắn vẻ mặt không sao cả nhìn chầm chầm chính mình, còn vừa rồi hôn môi, mặt không khỏi có chút ửng đỏ, nhìn hắn hỏi, ngươi thật không nhớ rõ ta. Chúng ta một năm trước đã gặp mặt hử. Tây đằng lâm cao mày nghĩ nghĩ, lắc lắc hai tay, không nhớ rõ. Ở khu chợ dưới chân núi của vân sát bảo đó, ta đụng vào ngươi đó. Lãnh tịch chiếu tiếp tục nhắc nhở, Tây đằng lâm lại nhớ lại một chút, tự hồ là nhớ ra có việc như vậy, lúc ấy chính mình đang ở giữa chợ, hình như là có một tiểu thư sinh tay cầm thịt nướng thẳng tắp va vào mình, bất quá khi đó sốt ruột đi vân sát bảo, cũng không chú ý cái tiểu quỷ liều lĩnh kia rốt cuộc là cái dạng gì, lúc này thấy lãnh tịch chiếu vẻ mặt chờ mong, vì thế gật đầu cười cười, nhớ rồi, tự hồ là có một con mọc sách, nguyên lai là ngươi A. À. Lãnh tịch chiếu chu miệng, ta mới không phải là con mọc sách. Tây đằng lâm nhìn y quyệt miệng, trong lòng cũng hơi hơi động đậy, không khỏi nhớ tới thần gia tiểu thiếu gia mà mình từng mê luyến, cũng thích mặt bạch y, cũng có dung nhan thanh tú khuynh thành, cái không giống chính là người kia quanh thân luôn có khí chất linh động hoạt bát. Cùng với tiểu sử đại phu ngơ ngác trước mắt này thật không giống, đáng tiếc nửa năm trước người kia cùng với vân sát bảo bảo chủ dạ lan sang thành thân, chính mình cũng chỉ có thể hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung. Nghĩ đến đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau này, ngươi không sao chứ. Lãnh tịch chiếu thấy hắn đang êm đẹp mà tự nhiên ngốc lăng, vì thế lấy tay kéo lấy cổ tay hắn dò mạch, độc của ngươi không có việc gì, uống tiếp hai thang dược thì tốt rồi. Tay đằng lâm phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn tính tế đang đặt trên cổ tay mình, trên mặt có chút ý cười trêu chọc, lãnh tịch chiếu mặt đỏ bừng, cuốn quýt buông ra, tay đằng lâm trong lòng cười thầm, nửa năm qua tranh đấu gay gắt, đã thật lâu chưa thấy qua người nào có thể đùa vui vẻ như vậy. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.